Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình vòng loại thứ hai của giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024 vào đầu tháng 6 này tại sân vận động Việt Trì. Chúng ta sẽ đối đầu với ba nền bóng đá khá mạnh của châu lục, đó là U20 Australia, U20 Iran và U20 Liban. Và trong chương trình câu chuyện thể thao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện về đội tuyển U20 nữ Việt Nam qua những chia sẻ của một vị khách mời khá đặc biệt, đó là trung vệ đội trưởng của đội tuyển U20 nữ Việt Nam Lê Thị Bảo Trâm. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem một đoạn clip về đội tuyển U20 nữ Việt Nam trước thềm chiến dịch rất quan trọng lần này. Ở vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024, đội tuyển nữ U20 Việt Nam với lợi thế sân nhà đã để lại nhiều ấn tượng trước ba đối thủ là U20 nữ Ấn Độ, U20 nữ Indonesia và U20 nữ Singapore. Các cô gái của chúng ta đã thi đấu xuất sắc trong hai trận đấu đầu tiên và chiến thắng với những tỷ số đậm đà là 3-0 và 11-0 trước hai đối thủ là U20 Indonesia và U20 Singapore. Đặc biệt, trận thắng 11-0 trước U20 nữ Singapore ở lượt trận thứ hai là một kết quả rất quan trọng, vì thời điểm đó với tình hình của bảng đấu, U20 nữ Việt Nam đang kém 10 bàn về hiệu số trước U20 nữ Ấn Độ và cần tạo ra chiến thắng với cách biệt lên đến 11 bàn trước đội tuyển nữ Singapore để có thể chiếm lợi thế trước U20 nữ Ấn Độ trước trận quyết đấu tại lượt trận cuối cùng. Và các học trò của huấn luyện viên Akira Iziri đã ghi liền một mạch 11 bàn thắng để hoàn thành mục tiêu ấy. Trong trận đấu với Ấn Độ tại lượt trận cuối, U20 nữ Việt Nam bất ngờ bị đối thủ mở tỷ số trước ở một trong những trận đấu nhiều khán giả nhất của bóng đá nữ trẻ châu Á. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm, các cô gái Việt Nam liên tục tràn lên tấn công và đã có được thành quả với bàn san bằng tỷ số của Trần Nhật Lan. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, vừa đủ để đội tuyển U20 nữ Việt Nam là đội bóng duy nhất ở bảng đấu lọt vào vòng loại thứ hai. Nhằm chuẩn bị cho vòng loại này sẽ lại được tổ chức trên sân vận động Việt Trì, U20 nữ Việt Nam đã tập trung từ khá sớm và có một chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước khi tham dự giải đấu. Sau chuyến tập huấn, toàn đội di chuyển đến thành phố Việt Trì từ ngày 29 tháng 5 để có những buổi tập quan trọng trước khi bước vào tranh tài ở vòng loại thứ hai. Tôi nghĩ rằng không có sự thay đổi gì nhiều so với ở vòng loại thứ nhất. Kể cả về kỹ thuật và chiến thuật thì đây đều là một đội hình đã tập luyện và thi đấu cùng với nhau từ lâu nên sẽ đáp ứng được những gì mà ban huấn luyện mong muốn. Tại vòng loại thứ hai, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ba thử thách khó khăn hơn rất nhiều so với vòng loại đầu tiên là U20 nữ Australia, một thế lực của bóng đá nữ châu Á. Cùng với đó là hai ẩn số tới từ Tây Á là Iran và Liban. Với thể thức của vòng loại thứ hai, U20 nữ Việt Nam sẽ cần có được ít nhất là vị trí nhì bảng trở lên để làm một trong hai đội của bảng A lọt vào vòng chung kết sẽ diễn ra ở Uzbekistan vào năm sau. Đây là một bảng đấu có các đối thủ mạnh. Các đối thủ của chúng ta sẽ rất khác so với ở vòng loại đầu tiên. Tôi nghĩ Australia vốn đã là một đội bóng mạnh trong châu lục ở bất cứ cấp độ nào. Trong khi đó, hai đội là Iran và Liban cũng đã có rất nhiều tiến bộ và mạnh lên trong những năm gần đây. Tuy nhiên, dù sao mục tiêu của chúng tôi, bất cứ thế nào vẫn là phải giành được một trong hai vị trí đầu bảng để có mặt ở vòng chung kết. Xin chào Bảo Trâm, rất vui vì được gặp lại Trâm sau khoảng 3 tháng kể từ ngày kết thúc vòng loại thứ nhất của giải U20 nữ châu Á 2024. 3 tháng vừa qua đối với Trâm và các đồng đội ở đội tuyển U20 Việt Nam là đã diễn ra như thế nào? 3 tháng vừa qua bọn em đã có thời gian trở về câu lạc bộ chủ quản để tập duy trì. Tính tới thời điểm hiện tại thì bọn em đã chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á. U20 nữ Việt Nam vừa trải qua một chuyến tập huấn rất là quan trọng ở Nhật Bản. Và chuyến tập huấn đó đã diễn ra như thế nào? Và đội tuyển U20 Việt Nam đã thu nhận được những điều gì sau chuyến tập huấn này? Nền bóng đá Nhật Bản rất là tốt. Bọn em sang đấy thì đã có những trận giao hữu cùng với các câu lạc bộ tốt nhất tại Nhật Bản. Bọn em được cọ sát và học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm. Có thể nói là nền bóng đá Nhật Bản là một trong những nền bóng đá nữ mạnh nhất trên thế giới và cũng là quê hương của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Vậy thì khi được trải qua một chuyến tập huấn ở một nền bóng đá tiên tiến như vậy thì bản thân Trâm cũng như là các đồng đội đã học hỏi được những cái điều gì về sự chuyên nghiệp của bóng đá Nhật Bản? Nhật Bản thì bọn em học được sự chuyên nghiệp của người ta. Người ta cũng có thể hình thật sự là không cao to như là Tây Á hay là châu Âu.
Việt Nam mình cũng có một thể hình cũng rất là giống Nhật Bản ạ. Nhưng mà bọn em cũng học hỏi được sự nhanh nhẹn của người ta hay là kỹ chiến thuật người ta rất là tốt, rất là hiện đại hóa trong bóng đá ạ. Hiện tại thì đã khoảng 3 tháng kể từ sau khi kết thúc vòng loại thứ nhất. Đối với Bảo Trâm thì những cái ký ức về vòng loại đó với bạn vào thời điểm này nó như thế nào và có thể chia sẻ một chút cho khán giả truyền hình được biết không? Dạ vâng, đến bây giờ thì vẫn có người người ta gặp em, người ta hay treo là em là được tạo nên tên tuổi bởi Phú Thọ. Nhưng mà nó cũng thật sự đúng một phần ạ. Khi mà trở lại Phú Thọ thì trong em nó vẫn cảm thấy bồi hồi như là mới lần đầu tiên đến với Phú Thọ. Vâng, và sau khi kết thúc vòng loại đầu tiên thì cái tên Bảo Trâm cũng được rất nhiều người biết đến với rất là nhiều những video ở trên mạng xã hội này và những bài báo, những phóng sự. Thì cái điều này nó có làm thay đổi gì cuộc sống của Trâm hay không? Dạ, được mọi người biết đến và quan tâm thì em cũng cảm thấy vui hơn. Nhưng mà đấy, em cũng không để ý đến nhiều vì bản thân em là một cầu thủ trẻ thì em còn rất là nhiều điều để cải thiện trong bóng đá vì em coi đó là một công việc chứ không phải là em lơ là nó được. Cho nên em hiện tại vẫn đang tập trung vào bóng đá chứ không tập trung nhiều trên mạng xã hội nhiều. Ở vòng loại thứ hai này thì rõ ràng là những đối thủ sắp tới sẽ rất là khác so với những đối thủ ở vòng loại đầu tiên. Thì cá nhân Trâm đánh giá về những đối thủ này như thế nào? Đến với vòng loại thứ hai thì các đối thủ có trình độ chuyên môn rất là bằng nhau chứ cũng không có đội nào phải nói là thấp kém hơn Việt Nam ạ. Nhưng mà bọn em sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất tại vòng loại thứ hai. Có thể nói là ngoài Australia thì các bạn đã gặp ở giải U18 Đông Nam Á vào năm 2022 rồi. Thì hai đối thủ đến từ Tây Á là Iran và Liban là những đối thủ khá là bí ẩn. Thì ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên trưởng có những cái thăm dò hay là những cái nghiên cứu và đánh giá như thế nào về các đối thủ này để truyền lại cho các bạn hay không? Bọn em xem được đội hình người ta đá như thế nào, lối chơi của người ta ra sao, người ta có những cầu thủ chủ chốt là những cầu thủ nào. Nói chung là bọn em phân tích cũng tương đối rồi ạ. Đã đi đến vòng loại thứ hai thì mục tiêu của em cũng như là toàn đội là giành được vé đi tiếp tại vòng chung kết châu Á 2024 ạ. Có vẻ như là ở vòng loại lần này U20 Việt Nam cũng như là U20 Australia phần nào đó mạnh hơn hai đội tuyển còn lại. Thì Việt Nam lại gặp Australia ở trong trận đấu cuối cùng. Như vậy thì rất có khả năng là nếu như cả hai đội cùng giành chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên thì trận đấu cuối cùng sẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục thôi. Vậy thì U20 Việt Nam có đặt cái mục tiêu là sẽ chiến thắng luôn ở trong hai trận đấu đầu tiên để giúp cho mình dễ dàng ở trong trận đấu cuối không? Dạ vâng, tất nhiên là trong một trận bóng đá thì em nghĩ chắc chắn đội nào cũng sẽ muốn giành 3 điểm chứ không phải là 1 điểm hay là 0 điểm ạ. Và mục tiêu của đội em thì chắc chắn cũng sẽ là toàn thắng. Và nhưng mà trước khi nói đến trận thứ 3 thì em cũng như toàn đội sẽ hướng đến trận đấu đầu tiên với Iran để có thể giành được 3 điểm thì mới có thể nói tiếp được những trận đấu tiếp theo ạ. Trâm có thể cho biết là trong các buổi tập gần đây và đặc biệt là từ sau khoảng thời gian kết thúc vòng loại thứ nhất thì cường độ tập luyện của đội tuyển U20 nữ Việt Nam là như thế nào và đặc biệt là trong cái thời điểm gần đến giải rồi thì đội bóng tập luyện với một cái lộ trình như thế nào? Dạ vâng, thầy Aki có một cách làm việc rất là đặc biệt, thầy rất là ít cho bọn em chạy thể lực không bóng nhưng mà thay vì đó thì thầy sẽ cho bọn em tập những bài tập có bóng và cường độ nó tăng lên và chủ yếu là bọn em ra sân là sẽ tập kỹ chiến thuật nhiều chứ không có tập thể lực nhiều. Vậy thì làm sao để các cầu thủ vẫn đảm bảo thể lực khi mà thi đấu? Bọn em không chạy với không bóng nhưng mà bọn em ra sân sẽ có nhiều buổi game hơn bình thường hay là đối kháng với bóng ạ. Thì đó cũng là một cách mà tăng thể lực chứ không cần chạy với không bóng vậy. Sau khi đến Việt Trì từ ngày 28 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam đã tổ chức tập luyện rất nghiêm túc với mật độ tập luyện là từ 1 đến 2 buổi trên một ngày, tùy thuộc vào yêu cầu của ban huấn luyện. Khác với ở vòng loại thứ nhất, có nhiều buổi tập của U20 nữ Việt Nam trong giai đoạn này được tổ chức vào khung giờ sau 18 giờ chiều. Vừa để tránh thời tiết nắng nóng,
vừa phù hợp với khung giờ thi đấu chính thức của đội tuyển vào lúc 19 giờ các ngày. Trong các buổi tập, các cầu thủ đều cho thấy sự tự tin và một không khí tập luyện rất cởi mở. Ban huấn luyện cho đội tập nhiều tình huống phối hợp nhỏ, các bài tập chiến thuật phù hợp với phong cách thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Tất cả đều cho thấy sự sẵn sàng trước khi bước vào một chiến dịch lớn. Ở vòng loại thứ nhất, chúng tôi đã từng được thi đấu ở Việt Trì và khi đó đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả địa phương. Chính vì thế, khi biết vòng loại thứ hai cũng sẽ được tổ chức ở đây, tôi đã rất vui và nghĩ rằng đó là lợi thế của U20 nữ Việt Nam. Hy vọng những trận đấu sắp tới cũng sẽ có nhiều khán giả tới theo dõi. Đó sẽ là một động lực lớn về tinh thần cho các cầu thủ. Sân vận động Việt Trì từng rất sôi động trong những ngày diễn ra vòng loại thứ nhất của U20 nữ châu Á. Số lượng khán giả tới sân là vượt trội so với các bảng đấu khác diễn ra cùng thời điểm ở các nước khác. Đây cũng chính là một trong những điểm nhấn lớn nhất để AFC và VFF tiếp tục lựa chọn thành phố Việt Trì đăng cai vòng loại thứ hai. Những điểm tựa ấy chắc chắn sẽ lại được tái hiện trong những ngày tháng 6 tới đây tại mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam và là động lực lớn để các cô gái tiếp tục mang tới niềm vui cho người hâm mộ. Cá nhân Trâm đánh giá những cái điểm nào là điểm mạnh nhất của các cầu thủ Việt Nam và cũng như là về bản thân Trâm thì những cái điểm mạnh nhất và các bạn tự tin nhất là gì? Các cầu thủ Việt Nam thì có thể hình cũng rất là thấp bé ạ. Nhưng bù lại thì bọn em có được sự nhanh nhẹn và kỹ chiến thuật và lối chơi mà ban huấn luyện cũng như thầy Aki đã trang bị cho bọn em cũng rất là tốt rồi ạ. Ngoài yếu tố chuyên môn thì bọn em có những tinh thần chiến đấu rất là quyết liệt và để đi đến kết quả tốt nhất. Một câu hỏi cũng được rất là nhiều người quan tâm, đó là về cuộc sống của các cầu thủ nữ. Thì Trâm có thể chia sẻ là với một cầu thủ nữ trẻ thì cuộc sống của các bạn như thế nào và đặc biệt là về thu nhập? Thu nhập của bọn em thì cũng tùy câu lạc bộ thôi ạ. Nhưng nó cũng ở mức tầm dưới 10 triệu thôi ạ. Cuộc sống của cầu thủ nữ bây giờ em thấy cũng đã phát triển hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Ngay trước buổi phỏng vấn này thì Bảo Trâm cũng như là các đồng đội ở đội tuyển U20 Việt Nam đã có một buổi dâng hương ở Đền Hùng. Thì khi mà đến với một nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam đó thì cảm xúc của Trâm là như thế nào? Và có thể bật mí với khán giả là trước anh linh tiên tổ thì bạn đã cầu nguyện những cái gì? Dạ, khi mà đến một nơi Đền Hùng thì em cảm thấy người hơi bồi hồi, hồi hộp ạ. Đấy cũng là một nơi tâm linh mà hình như là có đội em, mỗi đội em là đội nữ đã từng đá tại sông Việt Trì và còn có rất là nhiều đội U Nam đã từng đá tại sông Việt Trì thì theo như em biết thì đội nào cũng đi Đền Hùng, nhưng đó là một chuyện mà tâm linh. Bọn em cũng cầu nguyện rất là nhiều. Bọn em sẽ cầu nguyện là sẽ được vượt qua được vòng loại thứ hai. Và cũng có một số bạn 2K5 năm nay thi tốt nghiệp thì các bạn cũng cầu là sẽ đỗ tốt nghiệp năm nay. Vậy trong cái khoảng thời gian mà thi đấu ở Phú Thọ thì toàn đội được tạo điều kiện về ăn ở sinh hoạt cũng như là tập luyện và thi đấu như thế nào? Điều kiện ăn ở cũng như tập luyện thì ngay từ vòng loại 1 thì bọn em đã được tạo điều kiện tốt nhất có thể rồi ạ. Và tính đến thời điểm bây giờ thì bọn em vẫn được tạo điều kiện tốt nhất từ ban tổ chức. Và nhiệm vụ của bọn em khi đến đây thì không lo nghĩ về ăn ở hay tập luyện, không lo nghĩ về việc ăn ở, vì bọn em được tạo điều kiện rất là tốt. Bọn em chỉ việc ra sân thi đấu và chiến đấu hết mình thôi ạ. Và một câu hỏi cuối cùng thì ở vòng loại đầu tiên thì đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã nhận được rất là nhiều tình cảm từ những người hâm mộ bóng đá Phú Thọ. Vậy thì ở vòng loại thứ hai này, Trâm và các đồng đội ở đội tuyển U20 mong muốn sẽ có một bầu không khí như thế nào ở sân vận động Việt Trì trong những ngày tới? Theo như mọi người cũng biết thì trận đấu Ấn Độ thì bọn em có bị thua trước ở phút thứ 10 ạ. Nhưng mà bọn em không hề bị nhục chí bởi có hàng nghìn khán giả đang trên khán đài cổ vũ cho bọn em. Bọn em cũng đã có bàn thắng gỡ hòa bởi em nghĩ cũng đó là một phần là do khán giả cổ vũ mà bọn em không hề bỏ cuộc.
Và ở vòng loại 2 thì em cũng mong là tiếp tục có nhiều khán giả để đến cổ vũ cho bọn em, để bọn em có tinh thần chiến đấu 200% sức ạ. Cảm ơn những chia sẻ đầy thú vị của Bảo Trâm vừa rồi, và cũng xin được chúc cho Bảo Trâm cũng như đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ có được thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 sắp tới. Tới đây thì thời lượng của chương trình Câu Chuyện Thể Thao cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.